Công ty Havina Kim Liên có trụ sở tại Nam Giang, Nam Đàn là công ty thứ ba thuộc tập đoàn Hyunjin Hàn Quốc. Được thành lập năm 2010 tại Việt Nam, chuyên sản xuất găng tay, quần áo và dụng cụ thể thao. Hiện công ty có 2.800 công nhân đang làm việc, tỷ lệ nữ chiếm 95%. Với phương châm đảm bảo quyền lợi cho người lao động là nền tảng để phát triển bền vững công ty, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo công đoàn và các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với người lao động, trong đó có việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ đóng bảo hiểm cho công nhân, và khi mà có các cái chế độ để áp dụng cho công nhân ở dưới xưởng thì bên phía công ty đồng đà áp dụng đầy đủ. Chi phí mang bầu ở tháng thứ sáu đến tháng thứ sáu bữa sáng, tháng thứ bảy thì sẽ được hưởng chế độ về sớm. Tức là mình làm việc 7 tiếng đồng hồ nhưng lại được hưởng lương 8 tiếng. Và buổi trưa thì ở bên phía nhà ăn có phòng nghỉ cho những người có bầu. Còn ví dụ như khi mà mình sinh con nhỏ quay trở lại đi làm ấy, thì cái phòng ở nhà ăn cũng có thể đưa vào để cho mình khi mà cần hụt sữa ấy, cho các ba mẹ để đưa sữa về cho con thì có thể lên đó để hụt sữa và trừ sữa mang về cho con. Hàng tháng, số tiền công ty nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động khoảng 2 tỷ đồng, chiếm 10% doanh thu của công ty. Mặc dù số tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là không nhỏ, lại đóng theo tháng, nhưng việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của công ty chưa bao giờ thiếu và chậm so với quy định. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đây là một trong những điển hình tốt và cần được nhân rộng trên toàn tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời, chăm lo cho bữa ăn hàng ngày của công nhân cũng rất được công ty quan tâm. Hiện mỗi suất ăn trưa của công nhân tại nhà ăn của công ty có giá 19.300 đồng một suất, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ngoài mức lương trung bình 4,5 triệu đồng một tháng, công nhân còn được công ty hỗ trợ tiền xăng xe 250.000 đồng một người một tháng, tiền chênh lệch vùng 300.000 đồng một người một tháng. Về chế độ phúc lợi thì ở công ty chúng tôi hoạt động để mà động viên người lao động thì rất nhiều. Những năm vừa qua chúng tôi đã xây được 25 ngôi nhà thì cho người lao động nghèo đặc biệt ở trong công ty, và những người lao động xuất sắc đều có tất cả các phần quà vào dịp cuối năm, gồm là TV và tủ lạnh, xe máy, xe đạp. Thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức để tuyên dương người lao động để động viên tinh thần của họ làm việc.